Những thủ đoạn xuyên tạc vụ việc Đồng Tâm của băng nhóm Trịnh Bá Phương. Vụ việc khiếu kiện đất đai tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội diễn ra trong nhiều năm qua đã được các cơ quan chức năng tích cực đối thoại, giải quyết. Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đã xuyên tạc, kích động người dân chống đối là một trong những nguyên nhân khiến vụ việc diễn biến ngày càng phức tạp. Các đối tượng được thể cố tình chống phá, gây rối trật tự công cộng, sử dụng vũ khí, chống người thi hành công vụ và giết người. Nổi bật nhất là nhóm Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm mới bị Công an Hà Nội, Hòa Bình bắt, khởi tố vừa qua. Từ khi khiếu kiện Dương Nội không còn hot và dân khiếu kiện từ bỏ gần hết, trơ trọi gia đình Cấn Thị Thêu thì gia đình này đặc biệt quan tâm đến khu vực này bởi nhận thấy đây là khu vực nóng, thu hút dư luận quan tâm và nhiều không gian cho chúng xuyên tạc, chống phá. Có thể điểm qua một vài thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo liên quan đến vụ Đồng Tâm của số này. Một là tung tin vu cáo nhà nước cướp đất của nhân dân. Anh em Trịnh Bá Phương đều bám vào lập luận của nhóm Lê Đình Kình để xuyên tạc, cố tình lập lờ đánh lận con đen, cho rằng diện tích đó thuộc quyền sử dụng của dân Đồng Tâm và vu cáo nhà nước, chính quyền đàn áp, bắt bớ, giết hại Lê Đình Kình để cướp đất đồng xanh. Hai là kích động phần tử chống đối với chính quyền, cơ quan chức năng nhà nước, lợi dụng sự việc này, chúng xuyên tạc, kích động những đối tượng chống đối với luận điệu như phải đấu tranh đến cùng, thả hy sinh, cũng phải chống lại quân cướp đất, chống lại lợi ích nhóm, tham nhũng. Mục đích của chúng là đẩy người dân đối đầu với chính quyền, xóa nhòa bản chất nhà nước của dân, do dân, vì dân, phá hoại mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân, hòng tạo ra nhận thức, chia rẽ, kích động tư tưởng đối đầu. Ba là xuyên tạc vu khống hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an, vu cáo bịa đặt công an đàn áp tấn công nhân dân. Chúng vu khống công an, lực lượng chức năng đàn áp, khủng bố, sử dụng vũ khí để tấn công nhân dân, lờ đi thực tế rằng băng nhóm Lê Đình Kình đã rất mưu mô, thâm độc, chuẩn bị kỹ lưỡng vũ khí, phương tiện nhằm giết người thi hành công vụ với tính chất hết sức tàn độc, man dợ. Những vũ khí cực kỳ nguy hiểm như bom xăng, lựu đạn, dao phóng, xây hầm trông. Bốn là quốc tế hóa thông tin sự việc Đồng Tâm, cố tình tạo ra nhận thức sai trái về sự việc Đồng Tâm, từ đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân lên tiếng, can thiệp. Trịnh Bá Phương tích cực mò mẫm đến Đại sứ quán Mỹ và khoe khoang về việc được nhân viên Đại sứ quán Mỹ tiếp nhận hồ sơ liên quan đến Đồng Tâm, vừa kích động băng nhóm Lê Đình Kình vi phạm pháp luật, vừa PR cho bản thân, có quan hệ và được Đại sứ quán Mỹ thân cận. Năm là cổ suý cho các hoạt động chống người thi hành công vụ một cách dã man và tàn nhẫn, không còn tính người của băng nhóm Lê Đình Kình và phao nhiều thông tin thất thiệt, tạo các dư luận xấu, lợi dụng nhằm vào chỉ trích, miệt thị chính quyền, đả đảo chế độ. Chúng tôi đã từng phẫn nộ mô tả hành động chống phá vụ Đồng Tâm của băng nhóm Cấn Thị Thêu. Tuy không có mặt tại Đồng Tâm, nhưng anh em Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư tích cực múa bàn phím, livestream, chuyển qua các trang mạng của bọn phản động, trong và ngoài nước, cung cấp cho các đài BBC, VOA, RFI, RFA những thông tin bịa đặt, tô vẽ, vôi ve cho Lê Đình Kình và đám chân tay, côn đồ của lão, từ khủng bố trở thành dân oan vùng lên, bao biện cho những hành vi giết người mất hết nhân tính của chúng. Khốn nạn ở chỗ nữa là mẹ con nhà này không chỉ dừng ở chỗ bao biện, bênh vực cho đám thảo khấu giết người, mà đến giờ khi các hung thủ phơi bày tội ác của mình, khai nhận những tội lỗi chúng làm đều do một tay Lê Đình Kình chỉ đạo, anh em nhà này vẫn tiếp tục giọng điệu ngông cuồng, xuyên tạc, vu khống hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an, vu cáo, bịa đặt công an, đàn áp, tấn công Kình và bẻ lũ tay chân, tiếp tục âm mưu đòi quốc tế hóa thông tin sự việc Đồng Tâm, cố tình tạo sự nhận thức sai trái về sự việc Đồng Tâm, từ đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân lên tiếng, can thiệp xuyên tạc, làm phức tạp thêm tình hình.
Với hành vi như trên, quá rõ bản chất cổ súy bạo lực của băng nhóm Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm. Mong rằng khi phiên tòa sắp tới diễn ra, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội nên mời đại diện Đại sứ quán Mỹ đến bảo hộ cho Trịnh Bá Phương và đồng bọn này, cũng như mấy ông báo cáo viên đặc biệt gì đó của Liên Hợp Quốc đang đòi yêu sách, cho nhóm ủng hộ khủng bố này để xem thái độ của họ với hành vi phát ngôn, lên tiếng hoặc ngầm cổ vũ đám này của họ thời gian qua.